Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Thị Hạnh, kính thưa quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Lời đầu tiên em xin cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Hô hấp Hà Nội đã tổ chức cho chúng ta buổi hội thảo ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn công ty Pfizer và công ty AstraZeneca đã tài trợ cho buổi hội thảo. Xin cảm ơn rất nhiều hai bài báo cáo của hai báo cáo viên là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng và bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Kim Chi đã cho chúng ta hai bài về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại người lớn rất là xúc tích. Để tiếp theo phần hội thảo ngày hôm nay, em xin chia sẻ phần trình bày của mình với chủ đề liệu pháp kháng sinh ngắn ngày trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em. Phần trình bày của em sẽ bao gồm 3 phần. Đầu tiên là liệu pháp kháng sinh ngắn ngày. Liệu pháp kháng sinh ngắn ngày là gì? Chúng ta cùng quay lại lịch sử về thời gian điều trị kháng sinh. Kể từ khi penicillin bắt đầu được phát minh thì chúng ta thấy cái việc thời gian điều trị kháng sinh đã được các nhà lâm sàng rất là quan tâm. Như một nghiên cứu của tác giả Bulentin kịp vào năm 1944, tác giả nghiên cứu trên một số mẫu khiêm tốn bao gồm 46 bệnh nhân, trong đó có 43 bệnh nhân được xác định là nhiễm khuẩn phế cầu. Với liều lượng và thời gian điều trị kháng sinh thay đổi tùy ý để đánh quan sát và đánh giá đáp ứng với điều trị, thì tác giả thấy rằng có 39 trường hợp bệnh nhân phục hồi nhanh trong vòng 1 đến 4 ngày, chỉ có 3 trường hợp tử vong thì 3 trường hợp này không đáp ứng với điều trị ban đầu. Và tác giả cũng cho thấy ở tất cả những bệnh nhân viêm phổi không có biến chứng thì đáp ứng được xảy ra sau 16 đến 20 giờ kể từ khi bắt đầu điều trị. Nghiên cứu cũng theo dõi cái sự tái phát và cho thấy rằng với cái việc điều trị từ 1 đến 4 ngày như thế, đa phần không tái phát và tái phát có thể xảy ra nếu việc điều trị không kéo dài hơn 2 ngày. Cùng thời gian đó, những nghiên tác giả khác thực hiện với những nghiên cứu với những số mẫu lớn hơn thì cho thấy cái việc điều trị khỏi bệnh cũng chỉ có khoảng từ 2 đến 3 ngày là gặp cái vấn đề điều trị khỏi bệnh. Nhưng nghiên cứu của tác giả Kafro thực hiện trên 500 bệnh nhân thì cho thấy là nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh sau 2 đến 3 ngày điều trị. Và tương tự như các tác giả Dawson thì cho thấy nhìn chung kết quả cải thiện tốt sau khoảng 2 ngày điều trị. Mặc dù vậy thì chúng ta cùng nhìn lại những cái hướng dẫn lâm sàng hiện tại đối với lại thời gian điều trị kháng sinh trong các bệnh lý thường gặp của chúng ta. Thì chúng ta thấy được triệu chung là từ trên 1 tuần đến khoảng cá biệt có những trùng huyết chúng ta có thể kéo dài từ 2 đến 6, thậm chí là 6 tuần. Và nhìn qua những con số này chúng ta thấy hình dung ra thì thời gian điều trị kháng sinh thì như thế nào, thì chúng ta thấy là nó giống như là dùng một cái chỉ số penalty trong trận bóng đá. Khi điều trị kháng sinh thì chúng ta phải đạt được cái số ngày đó và chúng ta mới an tâm cái khoản điều trị. Do đâu thì có cái khuyến cáo này, thì như trong của tác giả Brad Spelling thì tác giả nêu ra rằng thì cái việc mà khuyến cáo điều trị kháng sinh hiện nay, mặc dù là trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta hàng ngày ngày y học chứng cớ thì vẫn còn dựa trên một cái sắc lệnh mà rất là từ lâu rồi, có hơn 1.700 năm rồi, của một vị hoàng đế, một vị đại đế ở Ai Cập, thì cho thấy rằng có tên là Constantine. Vị đại đế này ban ra cái sắc lệnh là 1 tuần có 7 ngày, và đây là vẫn còn là cái yếu tố tham khảo dẫn đến cái sự điều trị kháng sinh của chúng ta hiện tại vẫn khoảng là những cái đơn vị Constantine là cứ khoảng 7 ngày, rồi chúng ta cứ nhân lên là cứ 2 đơn vị Constantine là cứ khoảng 14 ngày. Chính vì lý do đó và tác giả đưa ra cái thông điệp vào năm 2019 là thời gian điều trị kháng sinh nên chăng là ngắn hơn thì sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ thay đổi ra với lại cái đơn vị Constantine bằng cái thông điệp là sẽ ngắn hơn và tốt hơn. Thì tại sao có cái thông điệp này? Chúng ta cùng nhìn lại cái hiệu lực của kháng sinh trong cái vấn đề điều trị viêm phổi, trong cái vấn đề điều trị viêm phổi bệnh viện cũng như viêm phổi cộng đồng, các nhiễm khuẩn khác, thì chúng ta thấy rằng hiệu lực kháng sinh đáng kể kể từ khi kháng sinh được phát minh. Giảm tỷ lệ tử vong đáng kể, đặc biệt là trong nhiễm khuẩn tim mạch cũng như hệ thần kinh trung ương, giảm tỷ lệ tử vong đến 60-70%. Và các so sánh khác với những cái phát minh khoa học khác trong lĩnh vực khoa học, chúng ta thấy rằng khi điều trị cơn đau tim bằng aspirin hoặc bằng thuốc kháng đông khác thì tỷ lệ tử vong chỉ giảm được 30%. Nhưng liệu cái hiệu lực của kháng sinh cho đến lúc này, cái hiệu quả nó còn 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 cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta cùng nhìn lại cái đường cong biểu diễn cái tỷ lệ giảm tử vong do các bệnh lý nhiễm trùng ở Hoa Kỳ và những vào
những vào thế kỷ 20 chúng ta thấy từ khi penicillin xuất hiện thì tỷ lệ tử vong giảm cho đến năm thập những cái thập kỷ 90 thì bắt đầu là có cái sự gia tăng, và đặc biệt vào năm 2014 chúng ta thấy có cái sự bắt đầu lên. Thì liệu đây có phải là thời kỳ hậu kháng sinh, chúng ta sử dụng kháng sinh một cách không hoặc là chúng ta sử dụng nhiều quá, hoặc là chúng ta sử dụng không đúng với loại cái thời gian cần thiết dẫn đến cái sự đề kháng. Như là trong cái nêu ra các nguyên nhân đề kháng kháng sinh của tổ chức y tế thế giới thì cho thấy là cái việc sử dụng kháng sinh quá mức là hàng đầu. Cái việc thứ hai là không tuân thủ điều trị. Cái việc thứ ba là quản lý những khoản bệnh viện không hiệu quả, và thứ tư là chúng ta dùng kháng sinh trong nông nghiệp quá mức bừa bãi. Và việc dùng kháng sinh quá mức bên cạnh cái vấn đề chúng ta chỉ định quá rộng đối với lại những cái bệnh lý mà thật sự không rõ ràng là nhiễm khuẩn mà có thể là do siêu vi, thì có thể là chúng ta sử dụng kháng sinh quá mức cần thiết, quá thời gian dài hơn cái mức cần thiết. Như trong một bài báo của tác giả Louis Price, tác giả cho thấy rằng cái chiến lược chính để chúng ta giảm cái việc sự đề kháng của vi khuẩn vẫn là sử dụng kháng sinh dài ngày đủ mức cần thiết và không khéo quá kéo dài. Thì lợi ích của kháng sinh kháng ngày thì chúng ta cùng nhìn qua, đó là chúng ta bên cạnh những vấn đề giảm tốn kém cho bệnh nhân, hạn chế tác dụng phụ của thuốc, thì riêng chúng ta dùng ngắn ngày thì cái tác dụng phụ của thuốc sẽ giảm, và nhờ đó thì chúng ta sẽ tăng lên cái sự hài lòng của bệnh nhân, và đặc biệt là sẽ giảm đề kháng kháng sinh. Và sự giảm đề kháng kháng sinh khi sử dụng kháng sinh kháng ngày là do chúng ta giảm cái tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc ở vùng mũi họng, cải thiện sự tuân thủ của điều trị của bệnh nhân, giảm lượng kháng sinh đào thải ra môi trường, và đồng thời bản thân người bệnh ít mang vi khuẩn kháng thuốc thì người thân những người sống xung quanh cũng mang ít ít vi khuẩn kháng thuốc ra môi trường. Thật sự vậy, đã có những nghiên cứu về cái điều trị kháng sinh dài ngày và càng dẫn đến cái sự chọn lọc vi khuẩn kháng thuốc. Các từ rất lâu nghiên cứu của tác giả Guillemot được đăng trên tạp chí JAMA vào năm 1998 trên một khoảng trên 941 trẻ từ 6 đến 3 đến 6 tuổi được điều trị với beta lactam uống liều thấp trên 5 ngày thì trẻ sẽ mang cái streptococcus pneumoniae kháng penicillin cao hơn. Tương tự với nghiên cứu của tác giả Sprat vào năm 2001 thì cho thấy là tỷ lệ trẻ mang phế cầu kháng penicillin ở trẻ điều trị amoxicillin 5 ngày thấp hơn là trẻ điều trị 10 ngày. Và cái kháng sinh ngắn ngày đặc biệt là giúp tăng cái tuân thủ điều trị. Một nghiên cứu của tác giả từ rất lâu của tác giả Wright năm 1997 cho thấy cái việc tuân thủ việc chìa khóa quyết định thành công của việc điều trị kháng sinh đó là chuyện tuân thủ điều trị, và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị, trong đó bệnh nhân thường kém tuân thủ điều trị nếu điều trị kháng sinh dài ngày hoặc là phải dùng thuốc nhiều lần một ngày. Và trong cái bệnh lý điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp chỉ có khoảng 30 đến 60% có đến khoảng 30 đến 60% bệnh nhân không tuân thủ điều trị, nhất là khi thời gian điều trị quá dài kéo dài hơn 7 ngày. Và tương tự như thế thì một nghiên cứu lớn hơn cho thấy rằng trong cái việc điều trị viêm họng nhân yên cầu chẳng hạn thì cái penicillin V được dùng 3 lần nhân 10 lần một ngày thì hầu hết bệnh nhân đều không tuân thủ điều trị. Đến ngày thứ ba thì chỉ còn khoảng 46 bệnh nhân tiếp tục điều trị, và đến ngày thứ 9 thì cái tỷ lệ tuân thủ chỉ khoảng ta còn 8%. Và một nghiên cứu lớn hơn là một cái nghiên cứu quan sát toàn hệ tuyến cứu trên 2.000 trẻ từ 6 tháng đến 18 tuổi viêm họng và cấy gan liên cầu quặng tán huyết beta nhóm A thì cho thấy có chỉ khoảng 10% được điều trị đủ thời gian, và hầu hết đã khác điều trị kháng sinh trong khoảng 4 đến 6 ngày. Và một nghiên cứu gần đây, rất gần đây vào năm được thực hiện vào năm 2022 đánh giá cái sự tuân thủ và điều trị của bệnh nhân khi điều trị kháng sinh ngắn ngày. Đặc biệt là trẻ em, chúng ta thấy rằng cái việc tuân thủ điều trị được tăng lên đáng kể, gần như 80% khi mà cái liệu pháp kháng sinh ngắn ngày liệu pháp điều trị với kháng sinh ngắn ngày. Và trong nghiên cứu này, nhóm tác giả cũng đưa ra những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc không tuân thủ điều trị, trong đó như nguyên nhân do thuốc nhiều nhất vẫn là cái việc điều trị kháng sinh uống nhiều lần hoặc là uống nhiều ngày. Thì việc tuân thủ là cái lý do chính khiến bệnh nhân không còn tuân thủ được. Và thật sự vậy thì trong một nghiên cứu của tác giả Mattel cho thấy tỷ lệ tuân thủ điều trị cao hơn ở những bệnh nhân dùng kháng sinh một ngày so với những bệnh nhân sử dụng kháng sinh 2 hoặc 3 lần mỗi ngày, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Tuy vậy thì chúng ta cũng thấy bên cạnh cái vấn đề bên cạnh những cái ưu điểm của cái việc điều trị kháng sinh ngắn ngày thì
những kháng sinh trị liệu ngắn ngày cũng có những cái mặt nhược điểm nhất định. Thì chúng ta cũng thấy trong mọi việc cái gì vừa đủ thì tốt nhất. Điều trị kháng sinh ngắn ngày cũng thế, đủ là tốt nhất, nếu ngắn quá thì lại không tốt. Thì rõ ràng nếu chúng ta sử dụng kháng sinh ngắn ngày và không đủ cái thời gian cần thiết thì sẽ không đạt cái hiệu quả điều trị, và bên cạnh đó là sẽ tăng tỷ lệ tái phát. Và việc điều trị kháng sinh ngắn ngày cũng còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, như là cái tình trạng miễn dịch của bệnh nhân, cái bệnh lý bệnh nhân mắc phải cũng như mức độ nặng. Và bên cạnh những cái lợi ích của của kháng sinh ngắn ngày là giảm chi phí điều trị, thì chúng ta lại làm tốn kém hơn. Nếu mà việc điều trị này không đủ thì sẽ làm tốn kém thêm cho khi bệnh nhân bị tái phát, bị biến chứng. Do vậy chúng ta cần phải tối ưu với cái điều trị, với cái thời gian điều trị kháng sinh, làm sao chúng ta làm tăng cái lợi ích của điều trị kháng sinh ngắn ngày bằng các cái điều trị thời gian tối ưu, và giảm cái nguy cơ thất bại điều trị cũng như cũng như cái việc tái phát khi con liệu trình điều trị không 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 đầy đủ. Thì kháng sinh ngắn ngày thì như thế nào được gọi là kháng sinh ngắn ngày? Thì trên hình chúng ta cũng thấy chiều cao của các em bé ở với những lứa tuổi khác nhau sẽ có những cái chiều cao khác nhau. Thì kháng sinh ngắn ngày cũng thế, đối với những bệnh lý khác nhau thì có những cái liệu trình khác nhau. Chúng ta không so sánh thời gian điều trị của một cái viêm phổi nặng có biến chứng với một cái viêm phổi không biến chứng điều trị ngoài nhẹ ngoài cộng đồng, hoặc là một cái bệnh lý nhiễm khuẩn huyết so sánh thời gian điều trị với một cái viêm phổi. Vì thế kháng sinh ngắn ngày là kháng sinh đề cập đến vấn đề là việc rút ngắn cái số ngày bị sử dụng kháng sinh so với những cái điều trị thường quy trong những cái bệnh lý cùng một bệnh lý cùng mức độ để điều trị cái nhiễm trùng mà vẫn đạt hiệu quả mà không làm tăng cái nguy cơ thất bại điều trị. Chính vì lý do đó, việc điều trị kháng sinh ngắn ngày sẽ được khác biệt trong những cái bệnh lý khác nhau. Sau đây em xin trình bày phần tiếp theo với cái một số cái liệu pháp kháng sinh ngắn ngày trong các một số bệnh lý thường gặp nhất trong nhiễm khuẩn ho cấp tính ở trẻ em. Đầu tiên phải kể đến viêm họng do liên cầu, một cái bệnh lý thường gặp và có từ rất lâu ở trẻ em. Chúng ta nhìn lại cái hướng dẫn điều trị hiện nay cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới, của các hiệp hội, của các quốc gia phát triển như là của Anh, của Canada, của Mỹ, thì thời gian điều trị khuyến cáo tập trung là từ 5 đến 10 ngày và đa phần là 10 ngày với kháng sinh là amoxicillin và penicillin. Trong trường hợp dị ứng với penicillin thì chúng ta có thể sử dụng các cái nhóm cephalosporin cái hệ thứ nhất hoặc là nhóm macrolide với cái khoảng thời gian điều trị cũng từ 5 đến 10 ngày. Tương tự như vậy, trong khuyến cáo của UpToDate thì chúng ta cũng sử dụng với khoảng thời gian tương tự, và đặc biệt trong trường hợp điều trị với azithromycin thì chúng ta có thể rút ngắn xuống là còn 5 ngày. Còn những cái trường hợp điều trị khác trong sử dụng penicillin cũng như là amoxicillin thì thời gian điều trị là từ 10 ngày. Ngay cả cái vấn đề ngay cả điều trị với lindamycin thì khuyến cáo vẫn là điều trị 10 ngày. Thì đây là điều trị được khuyến cáo được trên các hướng dẫn lâm sàng, thì với cái điều trị đó chúng ta có thể rút ngắn được và vẫn đảm bảo hiệu quả. Thì có rất nhiều cái nghiên cứu về vấn đề này, thì một cái systematic review và meta analysis được thực hiện vào năm 2020 của nhóm tác giả Anna Gill Holmes. Thì cái nghiên cứu này thử nghiệm trên 50 thử nghiệm lâm sàng, phân tích trên 50 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên được chọn vào với khoảng gần 19.000 bệnh nhân. Thì trong đó có 5 thử nghiệm lâm sàng so sánh thời gian điều trị penicillin ngắn hạn và dài hạn. 45 nghiên cứu khác so sánh tổng hợp 48 đợt điều trị với kháng sinh phổ rộng và với các kháng sinh khác như là nhóm macrolide trong 28 nghiên cứu với 16 với loại cephalosporin. Và kháng sinh đã được so sánh sử dụng nhiều nhất vẫn là penicillin V. Thì penicillin V điều trị 10 ngày được so sánh với điều trị ngắn ngày là 5 đến 7 ngày, và amoxicillin là 6 ngày, cephalosporin điều trị ngắn ngày là 5 ngày và azithromycin. Thì kết quả của nghiên cứu cho thấy điều trị của kháng sinh trong thời gian ngắn có hiệu quả tương đương về mặt điều trị với kháng sinh trong thời gian dài về mặt điều trị. Và đây là cái bản phân tích gộp của nghiên cứu. Và kết luận của nghiên cứu chỉ cho thấy là penicillin V nhỏ hơn 10 ngày thì hiệu quả kém hơn so với việc điều trị đầy đủ penicillin V trong việc hiệu quả về lâm sàng cũng như kịp phản ứng về vi trùng. Và các điều trị kháng sinh khác như là amoxicillin trong 6 ngày, cephalosporin trong 5 ngày và azithromycin trong 3 ngày thì mang lại hiệu quả điều trị và vấn đề kịp phản ứng là tương đương. Tiếp theo là một cái hai bệnh lý mà chúng ta khá thường gặp trong viêm khuẩn hô hấp cấp tính đường hô hấp trên ở trẻ em, đó là viêm tai giữa và viêm xoang cấp.
gộp chung hai bệnh lý này với nhau thì chúng ta thấy là cái tác nhân gây bệnh thường gặp của hai bệnh lý này khá là trùng lắp. Thường gặp nhất vẫn là Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza và Moraxella catarrhalis. Thì với các khuyến cáo hiện tại trong cái việc điều trị của viêm tai giữa cấp thì chúng ta sẽ điều trị khi mà chúng ta được chẩn đoán trên lâm sàng đối ngay lập tức đối với các trẻ dưới 24 tháng. Còn với các trẻ trên 24 tháng trong trường hợp mà bệnh nhân có cái triệu chứng nặng thì chúng ta cần điều trị ngay. Tuy nhiên chúng ta cũng biết trong viêm tai giữa cũng như viêm xoang cấp cũng tác nhân virus vẫn là cái tác nhân thường gặp. Vì lý do đó và khi mà đối với những trẻ lớn và triệu chứng không nặng, chúng ta có thể theo dõi 24-48 tiếng tùy vào vấn đề diễn tiến lâm sàng, bệnh nhân có cải thiện hoặc là không cải thiện hoặc nặng hơn thì chúng ta sẽ điều trị kháng sinh. Thì cái điều trị kháng sinh ban đầu theo khuyến cáo của Hội Nhi khoa Hoa Kỳ thì chúng ta vẫn điều trị với loại amoxicillin hoặc là coamoxilat, và trong trường hợp dị ứng với loại penicillin chúng ta có thể thay thế với các sulfur hay là cefuroxim, và trong trường hợp nặng mà chúng ta có thể điều trị với ngại ceftriaxone. Tương tự như vậy, trên khuyến cáo của UpToDate thì cho thấy cái kháng sinh hàng đầu vẫn là cái coamoxilat hoặc là amoxilat với cái liều lượng là 90 mg bậc ký và có thể chia làm 2 lần một ngày. Và trong trường hợp cái bệnh nhân dị ứng với loại cái penicillin thì UpToDate phân ra thành cái dị ứng thông qua miễn dịch IgE và không qua IgE. Và trong trường hợp mà bệnh nhân có tình trạng dị ứng thông qua IgE hoặc tình trạng dị ứng nặng thì chúng ta sẽ không chọn lựa cái cephalosporin cái hai nữa. Tương tự như vậy, các khuyến cáo của khác các tương tự như vậy, đây là một cái khuyến cáo cũng cho thấy trong trường hợp bệnh nhân dị ứng với loại nặng qua mẫn cảm qua trung gian IgE thì chúng ta kháng sinh hàng đầu vẫn được điều trị là nhóm macrolide, trong đó azithromycin có thể được chọn lựa với 10 mg bạc ký một ngày. Chúng ta thấy thời gian điều trị kháng sinh của viêm tai giữa đối với các trẻ có bệnh có biến chứng nặng cũng như là trẻ lớn và có triệu chứng nhẹ thì thời gian tối thiểu cũng là 7 ngày và đa phần khuyến cáo là trên 10 ngày, chỉ trừ với kháng sinh tĩnh mạch là ceftriaxone là 3 ngày. Tương tự như vậy, thời gian điều trị của viêm xoang cấp khuyến cáo hiện thời vẫn là từ 10 đến 14 ngày. Chỉ như vậy nhìn lại thì nếu trong liệu pháp điều trị kháng sinh ngắn ngày đối với cả hai bệnh lý này, bệnh lý viêm tai giữa cấp và viêm xoang cấp thì chỉ có cái nhóm kháng sinh macrolide và trong đó là azithromycin là có liệu pháp điều trị kháng sinh ngắn ngày từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên đây là một không phải là một cái kháng sinh được chọn lựa hàng đầu, vì chúng ta cũng biết cái việc phế cầu kháng cái nhóm macrolide là cái mối e dè của chúng ta ngày hôm nay. Tuy vậy cũng đã có những cái nghiên cứu chứng minh được cái hiệu quả của azithromycin trong điều trị viêm tai giữa cấp cũng như là viêm xoang. Đây là một cái nghiên cứu phân tích cộng gộp bao gồm 14 nghiên cứu. Thì kết quả cho thấy là trong 12 nghiên cứu thì azithromycin có hiệu quả lâm sàng tương đương và chỉ có 2 nghiên cứu có hiệu quả có ít hơn cái nhóm coamoxilat. Và kết luận của nghiên cứu thì cho thấy hiệu quả của azithromycin trong điều trị viêm tai giữa ở trẻ em không thua kém gì coamoxilat, và chúng an toàn và azithromycin an toàn hơn và dễ dung nạp hơn ở trẻ em. Do đó nhóm tác giả đã khuyến cáo cho thấy là azithromycin cũng có thể được coi là thuốc được chọn lựa trong điều trị viêm tai giữa ở trẻ em. Tiếp theo là một cái bệnh lý rất thường gặp trong lâm sàng trong nhi khoa của chúng ta về cái nhiễm khuẩn hô hấp dưới, đó là viêm phổi cộng đồng. Chúng ta cũng biết việc lựa chọn kháng sinh đa phần là chúng ta lựa chọn theo kinh nghiệm, vì đa số chúng ta không xác định được tác nhân gây bệnh và cái việc lựa chọn sẽ theo cái vi khuẩn, theo lứa tuổi, theo tình trạng miễn dịch của bệnh nhân, theo mức độ, theo dịch tễ học, theo cái tỷ lệ nhạy cảm kháng sinh của địa phương và theo mức độ nặng của bệnh. Chúng ta cũng rất quen thuộc với cái phổ vi trùng gây ra phổ tác nhân vi trùng cũng như siêu vi gây ra viêm phổi ở trẻ em theo lứa tuổi. Về tác nhân vi khuẩn, triệu chung khác nhau ở các nhóm tuổi nhưng triệu chung vẫn là ba tác nhân thường gặp nhất, đó là Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae và Haemophilus influenzae. Như vậy kháng sinh chữa lọ ban đầu của chúng ta vẫn tập trung gắn vào ba vi khuẩn này. Thì các khuyến cáo hiện thời đối với loại điều trị viêm phổi ngoại trú ở
ở trẻ em thì cho thấy nếu mà trẻ em dưới 3 tháng mà được chẩn đoán viêm phổi thì chúng ta phải cho nhập viện để điều trị nội trú với kháng sinh chống mặc. Tuy nhiên trong cái tuổi này nếu cái biểu hiện lâm sàng hướng đến trẻ bị nhiễm chlamydia trachomatis, trẻ em không sốt thì chúng ta có thể điều trị với lại nhóm macrolide, điều trị ngoại trú chúng ta có thể điều trị ngoại trú với lại cái nhóm kháng sinh macrolide, trong đó có azithromycin cũng như eri và nigromycin. Và đối với các nhóm tuổi khác thì tùy vào vi khuẩn. Đối với lại cái nhóm từ 3 tháng đến 5 tuổi, chúng ta có thể lựa chọn hàng đầu là nhóm coamoxilase, và trong trường hợp mà bệnh nhân dị ứng với loại penicillin type 1 thì chúng ta có thể điều trị với lại các cái nhóm macrolide, và cá biệt trong một số trường hợp chúng ta có thể điều trị với loại linda cũng như doxorubicin. Và cái khuyến cáo ở đây chúng ta thấy rằng trong tỷ lệ cộng đồng là được xác định chắc chắn là có phế cầu kháng penicillin cao thì chúng ta có thể điều trị với lại nhóm quinolone như là levofloxacin hay là lisinopril uống. Và đối với trẻ chứng lớn hơn 5 tuổi, chúng ta cũng biết lứa tuổi này là lứa tuổi có tần suất nhiễm các tác nhân không điển hình như là Mycoplasma pneumoniae hoặc là Chlamydia cao. Cho nên điều trị hàng đầu, lựa chọn hàng đầu trong kháng sinh điều trị vẫn là nhóm macrolide, và trong đó có ba kháng sinh quen thuộc của chúng ta là azithromycin, eri và clarithromycin. Thì thời gian điều trị viêm phổi là bao lâu là đủ? Đây vẫn là câu hỏi cho đến thời điểm hiện tại đã được rất được nhiều cái vấn đề được đặt ra để xác định bao lâu là đủ cho thời gian điều trị viêm phổi. Chúng ta nhìn qua khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là đối với những trường hợp thở nhanh thì theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới là thở nhanh kèm các vấn đề sốt, ho thì khó khè thì bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi. Thì đối với những trường hợp này thì điều trị kháng sinh từ 3 đến 5 ngày là có thể là phù hợp. Tuy vậy thì với những khuyến cáo hiện thời chúng ta thấy ở Anh, ở Hoa Kỳ hay ở Canada thì cho thấy là cái việc điều trị kháng sinh trong viêm phổi đều được khuyến cáo từ 7 đến 10 ngày. Như vậy thì kháng sinh ngắn ngày có hiệu quả, có an toàn và hiệu quả đối với viêm phổi cộng đồng trẻ em hay không? Thì chúng ta cùng nhìn qua các nghiên cứu. Đây là một cái nghiên cứu cộng gộp trên 19 cái RCT trên gần khoảng 3.000 bệnh nhân. Thì cái nghiên cứu đánh giá về cái vấn đề hiệu quả của kháng sinh sử dụng ngắn so với kháng sinh sử dụng dài ngày trong điều trị viêm phổi nhiễm trùng đường tiết niệu bệnh nhân nhập viện. Thì đây là bạn phân tích gộp cho thấy là về cái hiệu quả lâm sàng, tỷ lệ tử vong ngắn hạn cũng như là mức độ tái phát thì cho thấy là ở hai nhóm điều trị kháng sinh ngắn ngày và dài ngày có tỷ lệ tương đương. Cho nên kết luận của nghiên cứu cho thấy là kháng sinh dùng ngắn ngày có thể được sử dụng ở những bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi nhiễm trùng đường tiết niệu vì đảm bảo được hiệu quả lâm sàng tỷ lệ tái phát so với lại kháng sinh dài ngày. Một nghiên cứu khá gần đây hơn thì cho phân tích trên cái viêm phổi cộng đồng không nặng ở trẻ em với câu hỏi nghiên cứu là xác định cái kháng sinh điều trị kháng sinh ngắn ngày có khác biệt gì, có hơn gì so với lại liệu pháp kháng sinh dài ngày trong viêm phổi không nặng ở trẻ em. Nghiên cứu bao gồm 9 cái lâm sàng, bao gồm 11.143 bệnh nhân. Phân tích gộp thì cho thấy cái hiệu quả điều trị, thất bại điều trị lâm sàng ở nhóm điều trị kháng sinh ngắn hạn và dài hạn là tương đương nhau, với 12,8% ở nhóm kháng sinh ngắn hạn và 12,6% ở nhóm kháng sinh dài hạn. Nhóm kháng sinh dài ngày, xin lỗi. Và kết luận của nghiên cứu là việc sử dụng kháng sinh dài ngày có hiệu quả tương đương với lại cái nhóm kháng sinh ngắn ngày, và liệu trình kháng sinh ngắn hơn không thua kém hơn về mặt hiệu quả điều trị so với liệu trình dài ngày từ trẻ cho trẻ từ 2 đến 59 tháng tuổi mắc phải viêm phổi trong cộng đồng không nặng. Và do đó khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng nên cân nhắc kê đơn một đợt kháng sinh ngắn hơn để điều trị viêm phổi không nặng ở trẻ em. Và gần đây nhất là một cái nghiên cứu systematic review chưa được đăng trên tạp chí JAMA cũng cho thấy Pediatrics cũng xác định được cái vấn đề là hiệu quả và cái mức độ an toàn của kháng sinh ngắn ngày so với kháng sinh dài ngày trong điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em. Thì kết quả của nghiên cứu bao gồm 16 thử nghiệm với khoảng gần 13.000 bệnh nhân điều trị ngoại trú bằng kháng sinh đường uống, và sau khi phân tích thì cho thấy là không có sự khác biệt đáng kể giữa kháng sinh ngắn hạn và dài hạn về mặt cải thiện lâm sàng, thất bại điều trị và tái phát, cũng như không làm tăng tỷ lệ tử vong và có thể ít hoặc không có ảnh hưởng đến nhu cầu thay đổi kháng sinh và nhu cầu nhập viện của cái nhóm ngắn hạn và so với nhóm điều trị kháng sinh
dài ngày. Và kết luận của nghiên cứu cho thấy là thời gian điều trị kháng sinh có thể không tạo ra sự khác biệt quan trọng trong kết quả điều trị, và nhân viên y tế nên ưu tiên sử dụng kháng sinh ngắn hạn hơn so với trẻ mắc viêm phổi cộng đồng được điều trị ngoại trú bằng kháng sinh đường uống. Và qua những cái phần trình bày trên, chúng ta thấy kháng sinh ngắn hạn mang lại nhiều lợi ích và đã có những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về cái tác dụng và hiệu quả về cũng như mức độ an toàn so với kháng sinh dài ngày. Tuy nhiên, trong thực hành lâm sàng, đây là một cái thông điệp mới, các bác sĩ chúng ta cũng còn đang phân vân cân nhắc để áp dụng trong thực hành hàng ngày. Và khi có Macrolide có trong chúng ta cùng xem lại cái kháng sinh Macrolide và liệu pháp kháng sinh ngắn ngày như thế nào. Thì chúng ta thấy kháng trong cái nhóm kháng sinh Macrolide thì cái azithromycin thì có phổ kháng khuẩn rất là rộng, bao gồm cả gram âm, gram dương và cả vi khuẩn không điển hình. Do đó và cái phổ kháng do có cái phổ kháng kháng khuẩn này thì có hoạt tính hơn hầu hết các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em như là các Haemophilus influenza, phế cầu và đặc biệt là các tác nhân không điển hình như là Mycoplasma pneumoniae. Về cái an toàn của azithromycin trong điều trị nhi khoa đã được chứng minh. Một cái nghiên cứu gần đây phân tích một cái systematic review và meta-analysis phân tích về cái an toàn của trẻ sử dụng azithromycin được đăng trên tạp chí được đăng vào vào năm 2021 thì cho thấy là cái việc điều trị kháng sinh của azithromycin trong trẻ em so với các kháng sinh khác là an toàn, cái hiệu quả an toàn là tương đương. Và khả năng dung nạp của azithromycin cho đối với trẻ em, đây là một nghiên cứu tổng quan y văn từ 133 nghiên cứu với khoảng hơn 4.243 bệnh nhân thì cho thấy rằng so với giả dược azithromycin không làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng có hại cũng như của thuốc theo kết quả của các nghiên cứu RCT. Và với cái việc sử dụng azithromycin với cái cách uống là 10 mg bạc ký một lần nhân 3 ngày thì chúng ta thấy cái việc tuân thủ điều trị liệu trình điều trị cho bệnh nhân thì rất dễ dàng hơn. Việc này sẽ dẫn đến cái việc giảm đề kháng kháng sinh cũng như là sự hài lòng của bệnh nhân. Và một cái nghiên cứu cho thấy cái mức độ hài lòng của bệnh nhân cho thấy là với cái dạng hỗn dịch uống có mùi vị thích hợp có thể làm tăng tuân thủ cái việc điều trị ở trẻ em và nhờ đó cải thiện cái kết quả điều trị. Để kết luận lại, chúng ta thấy azithromycin là một kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng có hoạt tính trên hầu hết các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em. Dược lượng họng của azithromycin đặc biệt so với các kháng sinh khác cho cái thời gian bán hủy kéo dài đến 68 giờ. Có tác dụng nội bào và cũng như là đạt nồng độ thuốc trong mô cao. Chúng ta biết nồng độ thuốc ở trong mô của azithromycin có thể cao gấp trăm lần trong cái nồng độ thuốc trong huyết thanh. Do đó, azithromycin là kháng sinh được chọn có thể được chọn lựa trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em với liệu pháp kháng sinh ngắn ngày. Để kết luận lại trong cái phần trình bày, chúng ta thấy kháng sinh ngắn ngày trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em là kháng sinh ngắn ngày mang lại nhiều lợi ích, có những chứng cứ ban đầu an toàn và hiệu quả và hiện thời vẫn còn đang tiếp tục được nghiên cứu. Và trong giải pháp điều trị kháng sinh ngắn ngày, azithromycin phù hợp cho kháng sinh ngắn ngày trong điều trị ở trẻ em. Phần trình bày của em đến đây là hết. Chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và các anh chị.